chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa xích tay cụt mini chuyên về anh em sử dụng leo trèo, nhong nhánh, tỉa cành, hoặc anh em sử dụng gia đình Zalo mang ra dọn vườn rẫy cắt 1-2-3 cành cây ha. Đó, dọn vườn nhà rất là ok nha mọi người, nhỏ nhẹ. Cái này trọng lượng này 2,8 kg nha, 2,6 kg nha. Đó, rất là nhỏ nhẹ vừa tâm. Lam cái này được sử dụng lam tổng độ dài 25 cm, mặt cắt còn 20 nha. Xích là xích chuột nha mọi người. Xích thì đã được ráp xích mới cho anh em yên tâm sử dụng nhé. Lam còn rất là đẹp nha. À, lam 25 nha mọi người. Xích mới yên tâm sử dụng là không phải suy nghĩ ha. Các nước sơn bên này cũng còn nguyên này. Đó. Ốp lam ngày hôm nay để sử dụng ốp lam một ốc này, vặn trực tiếp bằng khóa 13, tăng xích trực tiếp tại má ốp lam. Bên phần mặt má ốp là vẫn còn các tem mạc này, keo hít này, các bồ biết bồ xả này, rất là đẹp. Đó, rất là sáng nha mọi người. Đốc mặt tiền đây. Đốc mặt tiền đây. Đó. Tình trạng máy riêng nguyên bản nhé, bảo hành bao lột nòng 12 tháng, anh em mua máy được tặng kèm 4 món đồ nhé. Đít mở buji, buji rũa và một bình nhớt nhỏ. Lắp tiền độ trẻ trụi không có luôn nha mọi người. Rất là đẹp, rất là sáng. Thì đằng trước này thiết kế cho mình hai bình nắp chứa nguyên liệu. Nắp màu cam là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt. Nắp màu đen ở dưới cùng này là bình chứa nguyên liệu nhớt thải để bôi trơn làm xích nha mọi người. Đó, đời này thì có sử dụng trợ lực này, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động nha. Đó, trợ lực giật rất là nhẹ nhàng. Em này là em Echokerit 2700T nha mọi người. Đó, 2007T ha, 27cc nha. Đó, em này được sản xuất năm 2007 này. Đó, cũng đời cao nha mọi người. Rất là ngon, nhẹ nổ, dễ xài. Rồi thì giá của em này là 2 triệu đồng tròn. Anh em nào ưng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha. Anh em lưu ý là xích mới nhá. Viên sợi xích này không là 200 ngàn rồi. Đó. Rồi em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy ha. Chỉnh gan ti cũng rất là đơn giản nha mọi người. Thì ở phần mặt đằng sau bên hông này là nó sẽ có 3 con ốc chỉnh. Ốc L là ốc tốc độ thấp, ốc H là tốc độ cao, ốc L là ga đầu, ốc H là ga cuối. Và ốc gan ti là ốc chi T này nha mọi người. Đó. Đây. Trường hợp như bây giờ là mình bị mất gan ti, mình sẽ vặn vào này. Anh em cứ vặn vào nhiều nhiều một xíu. Và khi mà mình nổ máy lên mà nó bị dư gan ti quá thì mình lại giảm đi một tí ha. Cho nó nhỏ quá nên là cái gan ti nó không có giữ được cả. Đó, khi bây giờ mình tăng lên rồi thì nhích nhẹ cái rất là nhẹ nổ nha. Rồi, ok, em Echokerit mã là 2700T, giá là 2 triệu đồng tròn. Anh em lưu ý là xích mới. Thì anh em nào ưng em này liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nhé. Số điện thoại có sử dụng Zalo nha. Anh em muốn xem chi tiết hơn mình nhắn tin qua Zalo nhé. Bên sẽ gửi hình ảnh video qua bên đó cho mọi người xem ha. Anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ cửa hàng nha mọi người. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua em ha.